Xin chào các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em. Hiện tại đang vào thời điểm cận Tết, những món ăn truyền thống luôn được nhiều gia đình ưa thích, đặc biệt đó là món giò xào hay còn gọi là giò thủ, là một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm mâm cỗ ngày Tết. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ thêm một cách làm giò xào mang hương vị truyền thống nhưng lại có cách làm mới lạ mà rất nhiều người chưa biết tới. Cách làm này không cần khuôn hoặc lá chuối hay là bọc ni lông mà giò rất săn chắc, giữ được hương vị, tăng thêm độ giòn dai, thêm sự hấp dẫn, trông rất lạ và bắt mắt, đảm bảo sẽ là món giò đẹp và ngon nhất trong Tết này. Cách làm như thế nào để giò đạt được chất lượng như mong muốn? Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em vào bếp thực hiện nhé! Nguyên liệu để làm món giò xào hôm nay ở đây thì em có sử dụng một bên tai lợn bao gồm cả thịt mũi, sau khi mua về sẽ cắt bỏ lỗ tai, làm sạch. Thêm vào đó là 300g da lợn, lựa mua da phần lưng sẽ dày bạn to. Một cái lưỡi 500g. Đối với da, tai và mũi sẽ cạo lông cho sạch. Sau đó bóp với muối rửa lại. Cuối cùng sẽ dùng giấm hoặc là rượu trắng để rửa, làm sạch nhớt khử mùi hôi của thịt và cho ra rổ để cho ráo nước. Tổng lượng thịt bao gồm cả tai, da, lưỡi em dùng là 2,3 kg. Đặc biệt cách làm hôm nay không cần khuôn hay lá chuối mà em sẽ dùng bằng bao tử để tạo hình, giúp giò săn chắc, tăng thêm độ giòn dai. Các anh chị và các bạn nên lựa mua cái bao tử dày đều, không bị mỏng, có vết cắt đẹp, không bị thủng lỗ nhiều. Khi dồn giò sẽ không bị rách và khi luộc sẽ không bị bung. Để làm sạch bao tử bên trong và bên ngoài sẽ dùng bột mì để bóp, sau đó dùng chanh hoặc là giấm để làm sạch nhớt và khử mùi hôi, bao tử sẽ trắng và thơm. Bốn tới năm củ hành tím. 100g nấm mèo khô. Trên thị trường hiện nay có 2-3 loại nấm mèo thì các anh chị và các bạn nên lựa mua loại Việt Nam, nhỏ cây, màu sáng đẹp, không bị đen, giò sẽ đẹp và ngon. Công đoạn đầu tiên sẽ cho vào nồi một lượng nước phù hợp bắc lên bếp để nấu. Sẽ cho vào 2 củ hành tím thái lát, 1 thìa canh muối, thêm một chút giấm ăn. Đây là cách giúp thịt được trắng và thơm. Rồi cho hỗn hợp da, tai, lưỡi vào để luộc sơ qua và trừ phần bao tử lại. Lượng nước luộc phải ngập thịt để thịt không bị thâm. Nồi thịt đã sôi sẽ để sôi từ 5 tới 7 phút, không luộc lâu quá thì sẽ mềm, khi ăn giò sẽ không ngon. Sau thời gian 5 phút, thịt da lưỡi đã săn lại, trắng hồng rất đạt, sẽ tắt bếp. Sẽ dùng một chậu nước lạnh, vắt vào đây là một quả chanh và có thể thay bằng phèn chua. Lấy thịt ra và cho vào chậu nước này. Đây là cách giúp thịt nhanh nguội, giữ được độ giòn và trắng. Và sẽ ngâm thịt trong khoảng thời gian từ 10 tới 15 phút, sau đó vớt ra rổ để cho ráo nước.
Tận dụng phần nước đục thịt này thì em sẽ bỏ nấm mèo vào ngâm trong khoảng thời gian 20 phút cho nở to. Sau khi được ngâm rửa với nước lạnh thêm chanh thì rất trắng và đẹp. Đối với cái lưỡi thì các anh chị và các bạn dùng dao cạo sạch lớp màng màu trắng bao quanh. Hành tím sẽ lột vỏ rửa sạch. Nấm mèo sẽ cắt bỏ chân, dùng một mì bóp và rửa lại cho sạch, nắm cho khô ráo nước. Tiếp theo sẽ thái thịt tai, da, lưỡi. Thịt được luộc sơ qua, giữ được màu hồng bên trong như thế này là đạt nha các bạn. Sẽ thái mỏng theo chiều dài của tai, da, lưỡi. Nấm mèo xếp lại rồi thái sợi. Hành tím sẽ đập dập rồi thái lát. Tiếp đó sẽ dùng chậu sạch cho hỗn hợp thịt đã thái vào. Bây giờ sẽ nêm gia vị. Theo tỷ lệ hỗn hợp thịt hôm nay em sử dụng thì em sẽ nêm vào đây là 3 thìa cà phê hạt nêm. Một thìa cà phê bột ngọt. 1/2 thìa cà phê muối iốt. 2 thìa cà phê tiêu xay. 1 thìa canh tiêu sọ. Tiêu sẽ nêm theo sở thích của gia đình và sẽ dùng tiêu đã được rang chín để có mùi thơm. 3 thìa canh nước mắm ngon, loại 60 độ đạm sẽ ít mặn. Sẽ dùng tay trộn để gia vị được thấm đều. Lượng gia vị sẽ nêm vừa phải, đạt vừa, khi ăn sẽ chấm với nước mắm ớt hoặc là muối tiêu chanh sẽ ngon chuẩn vị, không nên nêm đậm quá. Và ướp thịt trong thời gian là 30 phút. Sau thời gian 30 phút sẽ bắc chảo lên bếp cho nóng. Thêm một chút dầu ăn. Cho hành vào để phi thơm. Hành được phi vàng thơm sẽ lấy ra 2 phần. Rồi cho thịt đã ướp vào. Xào cho tan gia vị, thịt săn lại và thường xuyên đảo để thịt không bị bén dưới đáy chảo.
thịt đã xào được 10 phút săn lại chín tới, thấm vị. Bây giờ sẽ cho nấm mèo vào. Trộn đều và xào thêm từ 5 tới 7 phút là được. Sau 7 phút, hỗn hợp giò xào đã chín. Cuối cùng sẽ cho phần hành phi vào. Trộn đều rồi tắt bếp. Sau đó đổ hỗn hợp giò ra một cái rổ có lỗ thoát nước tốt để giò ra bớt mỡ dư và nhanh nguội hơn. Tiếp theo đối với bao tử sẽ dùng khăn thấm cho khô ráo nước bên ngoài và bên trong. Khi dồn giò sẽ dễ dàng hơn, bên trong không bị đọng nước. Đặc biệt, để giò xào khi luộc không bị bung ra, sẽ săn chắc thì các anh chị và các bạn sẽ dùng kim hoặc là một cái móc, kèm theo đó là chỉ hoặc là dây thực phẩm, may vá cho kín chỗ rách lại. Chốt đường kim sẽ siết thật chặt nhiều lần để khi luộc không bị bung ra. Rồi cho hỗn hợp giò xào vào trong bao tử. Các anh chị và các bạn sẽ dồn chặt các ngóc ngách của bao tử để khi thành phẩm giò sẽ không bị rỗ và bở. Trong trường hợp nếu bao tử to như thế này sẽ dồn thịt lại qua một bên chỗ dày. Dùng dây buộc cố định bên dư lại. Sau đó tiếp tục may chỗ miệng bao tử lại. Thank you.
Tương tự, điểm chốt sẽ xếp chỉ thật chặt nha các bạn. Cuối cùng sẽ dùng dao cắt bỏ chỗ đoạn bao tử dơ. Và may vá cho kín lại. Hỗn hợp giò xào đã được dồn vào bao tử xong và may vá kín lại, rất cân đối. Tiếp theo sẽ cho giò xào dồn bao tử vào nồi. Đổ đựng nước vào cho ngập. Và bắc lên bếp để luộc. Sẽ cho vào đây là một chút hoa hồi kèm theo đó là quế khô, giò sẽ được thơm. Đậy vung lại, hở một phần như thế này để luộc trên lửa vừa. Sẽ không đậy kín vung lại, bao tử trong giai đoạn đầu đang căng lên, săn lại, thoát khí, dễ bị bục. Các anh chị và các bạn lưu ý điều này để quyết định món giò xào dồn bao tử được nguyên vẹn. Bao tử dồn thịt đã luộc được một thời gian, quan sát thấy bao tử đã săn lại. Nếu chưa đổ nước, sẽ chế nước sôi vào, sao cho ngập bao tử. Thời gian luộc bao tử chín ngon thì các anh chị và các bạn sẽ luộc trong khoảng thời gian từ 35 tới 40 phút là vừa. Sau đó đậy vung lại, hở một phần và luộc tiếp. Và lưu ý lúc nào cũng giữ mức luộc lửa vừa, đậy hở vung, không luộc mạnh lửa, sôi mạnh sẽ làm bao tử bị bục. Bao tử dồn giò xào đã luộc được 25 phút, sẽ lật trở bên. Và tiếp tục luộc thêm 15 phút nữa là được. Hỗn hợp giò xào bên trong đã được xào chín từ trước nên là thời gian luộc không quá lâu nha các bạn. Tổng thời gian luộc được 35 phút, bao tử dồn giò xào đã săn lại, căng tròn và rất chắc, màu trắng tinh không bị thâm, có mùi rất thơm. Bây giờ sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp sẽ để yên trong nồi và đậy vung lại để thêm 10 phút nữa rồi mới lấy ra. Đồng thời lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ chuẩn bị một chậu nước lạnh. Sau 10 phút sẽ lấy giò ra và cho vào chậu nước lạnh này. Đây là cách để lớp bao tử bên ngoài giữ được màu trắng và giòn, sẽ nhanh nguội hơn. Sẽ ngâm bao tử trong nước lạnh thêm 10 phút.
sau đó lấy ra một cái rổ để cho nguội hẳn, rồi bỏ vào bọc hoặc là hộp đậy kín lại, bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng thời gian từ 8 tiếng tới 1 ngày để giò sẽ có sự gắn kết, săn và chắc hơn. Sau thời gian 1 ngày bỏ trong ngăn mát của tủ lạnh, giò đã săn và chắc hơn. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn cùng em kiểm tra thành phẩm. Giò xào dồn bao tử rất chắc, có sự gắn kết, không bị rỗ và bỡ, có độ đàn hồi rất đạt. Sẽ cắt giò thành những khoanh tròn, chỗ may vá sẽ cắt bỏ đi. Giò xào được làm theo cách này có độ gắn kết, dẻo dai rất đạt, không bị rỗ và bỡ. Láng mịn, không bị đọng lớp nhầy hay là nước bên trong. Tùy theo sở thích sẽ cắt thanh dài hoặc là tam giác. Khi ăn sẽ chấm nước mắm mặn, thêm ớt và tiêu hay là muối chiêu chanh sẽ ngon chuẩn vị. Khi được cắt nhỏ, giò xào không bị tách lớp bao tử bên ngoài, dính chặt, giò rất chắc, hoàn toàn không bị bỡ. Khi ăn lớp bao tử bên ngoài tăng thêm độ giòn ngon cho giò. Đây là một cách làm giò xào hoàn toàn mới, không cần khuôn, lá chuối hay là bọc ni lông mà ai cũng làm được ngay tại nhà. Công thức và các bước làm truyền thống, thêm một bí quyết tạo hình và chú ý một số thao tác khi làm, tạo nên thành phẩm giò xào không chỉ ngon mà còn đẹp xuất sắc. Nếu các anh chị và các bạn chưa thử làm giò xào theo cách này thì hãy tham khảo và làm thử để gia đình sẽ có món giò xào không chỉ thơm ngon chuẩn vị mà còn trông đẹp độc đáo, lạ mắt, ăn trong dịp Tết này nhé. Xin chúc các anh chị và các bạn sẽ thành công với cách làm này. Và nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ em nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nhé.